Chào Tài Xuân, qua lâu rồi Tài Xuân mới xuất hiện trở lại đường đua. Hi, xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Vua Đồ Dò, bình viên tào lao, chạm bê đao, Trần Hoàng, Đại Lâm Balotelli. Đây là ngày 20 tháng 10, tại sân bóng chèn Thuận Lợi, hẻm 1811 Bùi Hữu Nghĩa, phường Tân Hạnh, Biên Hòa, Đồng Nai. Đây là thần đồng linh nhỏ sau vài năm ẩn tích mai danh đã trở lại đi đua, idol của giới trẻ. Còn bên kia là Sang Phan Rang, một trong những cầu thủ đang lên và rất lên. Còn bên kia là hai đứa em đi cùng linh nhỏ. Hiện tại ngày hôm nay là ngày kèo hẹn của linh nhỏ và Sang Phan Rang. Hiện tại bây giờ là 13 giờ chiều. Chuẩn bị cho cuộc chiến của linh nhỏ và Sang Phan Rang. Các bạn hãy xem lại các khán giả đang dự khán trận đấu này như thế nào nha các bạn. Đây là cái nhóm Dưa Leo, Quất Chăn Bơm, Phước Gà Lâm Phi. Dưa Leo và Quất Chăn Bơm mới đưa anh em ra tới Hoàng Sa và Trường Sa mới vô. Các bạn thấy không, 135.000 khán giả đang có mặt tại sân hôm nay, ngày 20 tháng 10, dự khán trận đấu giữa linh nhỏ và Sang Phan Rang, một sự đặc biệt, quá đặc biệt. Còn ở đây là cái nhóm Dĩ An, không biết đánh bành đánh bóng nhưng thật sự rất hâm mộ, đam mê. Đây là Nhất Trình và Trình Nhất, hiện tại trước đây cũng là đầu dò ghê gớm, hiện tại bây giờ đang lái xe tải luôn rồi. Còn bên đây là Thuận, một trong những YouTuber mới phát hiện Bình Sơn Long Thành, cáp kèo dày như cái mo chai. Và đây là anh em của miền Tây quê hương Chợ Mới An Giang của Lâm cũng đang có mặt tại đây. Đây là kênh Bóng Chuyền Độ Miền Nam, quê hương Chợ Mới An Giang của Đại Lâm luôn. Quá ghê gớm, xa xôi lên đây luôn. 135.000 khán giả đang có mặt tại sân này, chứng kiến trận thư hùng giữa thần đồng linh nhỏ đã trở lại đường đua sau vài năm ẩn tích mai danh. Còn đây là Nón Đen Áo Cà Phê Sữa, là 10 hậu bài, một trong những người dẫn dắt linh nhỏ vào sân này nha các bạn. 10 hậu bài, 10 vàng, ok. Còn đây là cái nhóm Bà Ký Long Thành, Bà Ký Long Thành, Chị Phố và Di cũng đưa anh em xa bờ hôm nay hơi bị xa. Ok, Chị Phố và Di, Bà Ký Long Thành đưa anh em cũng xa xa rồi. Đây, linh nhỏ đang tập dượt. ...2013... khi Long Kỳ vào An Giang chấp sang lửa và Linh, thì lúc đó Linh nhỏ đang là U11 thôi. Thật sự bây giờ Linh nhỏ cũng 9 năm rồi, cũng 20, 21, 22 tuổi gì nha các bạn. Hiện tại bây giờ cậu nhóc này cũng 21, 22 tuổi rồi. Đây là linh nhỏ khởi động, còn bên kia là cũng là Sang Phan Rang đang khởi động. Chúc cho trận đấu này thành công tốt đẹp, ai thắng ai thua, nhưng thật sự đây là một cuộc đẳng cấp gặp nhau. Sang Phan Rang là tuổi trẻ, ôi xin lỗi các bạn, Sang Phan Rang là cao thủ đang lên, còn linh trẻ đẳng cấp đã được khẳng định rất lâu rồi. Và sau vài năm ẩn tích mai danh, linh nhỏ đã trở lại đường đua. Các bạn hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra nha. Quá lâu rồi, hôm nay Tài Xuân đã xuất hiện trở lại. Các bạn nào có vay vốn ngân hàng hãy đến với Tài Xuân nha. Đây là Bầu Thương Củ Chi. Trước đây cũng từng là nuôi nấng linh nhỏ tại Củ Chi, và hôm nay Bầu Thương Củ Chi cũng đã xuất hiện tại đây.
Bộ thương Củ Chi, một trong những ông bầu nuôi rất nhiều cao thủ võ lâm, trong đó cũng có Đại Lâm, Tháp Tùng những năm đó. Thật sự Bộ thương một trong những ông bầu rất ghê. Rồi chúc cho Linh Nhỏ và Sang Phan có một trận đấu rất hay, rất tuyệt vời. Chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Các bạn thấy chú bé lắc chắc ngày nào cầm cái kết bia, hiện tại bây giờ 22-23 tuổi rồi, quá nhanh.